Ok anh em ơi, và kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ anh em ơi. Ngày hôm nay thì Khả sẽ cho anh em xem sơ đồ của Khả nha. Sau khi Khả ép được lên gia truyền hiệp cốt kháng cảnh nam anh em. Sau khi ép lên được hiệp cốt kháng cảnh nam thì Khả đang sở hữu cho mình đó là một gia truyền hiệp cốt đó cấp 5 và đang kháng cảnh nam. Thời gian chúng đọc 40. Sau khi ép lên thì thiệt sự một gia truyền quá đẹp. Rồi kèm với ngọc bội kháng cảnh nam. Đó. Hiện tại set này được kháng cảnh 10 nè mà. Rồi áo hiệp cốt 50, nhẫn 24. Rồi hiện tại khả năng mang một nhẫn kháng lôi 27 này, một cổ tay kháng hộ 25-30, sinh lực nội lực kèm với các vũ khí này, sinh lực nội lực kèm với lôi sát 250 và thời gian chón 50 thì đang có 80 chón nha em. Đó, 80 chón từ bộ tay và vũ khí. Phòng thủ lý thì 25-20 từ cái nón sinh lực cao, 19-20 từ cái đai lưng sinh lực cao, đôi giày 15-40 thì hiện tại đặc hại đang có là 85 chậm nha em. Ok chưa? Rồi một cái mặt nạ kháng cảnh 5, trang sức kháng cảnh 5, một ấn phòng thủ lý 25 và con ngựa kháng cả 7 đó. Đây kháng này nè đó. Ok chưa? Rồi nói chung set đồ Khải như vậy thôi em ơi. So với set ăn ban thì Khải vẫn set đồ đó, Khải thấy đẹp hơn em ơi. Đợi Khải mang cho anh em xem. Set ăn ban vào thì nó lượng kháng thì nó lên đấy, nhưng mà máu là không có em ơi. Hiện tại với set đồ này Khải đang có là 2.900 máu trên ngựa đúng không? Giờ Khải bằng ăn ban này, nó mất kháng này cho anh em xem. Ăn ban này máu còn 2.000-2.400 thôi mà lượng kháng thì đẩy lên rất là cao, nhưng mất máu mất cả khúc. Ok, đợi Khải đi đói nha. Tới đây mà. Hello này mới vô nha, hello mọi người. Thì chung là được cái này mất cái kia thôi mà. Anh em xem video đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi.